Bùi Mạnh Nguyên hot boy người nhện dẫn đầu trên phía cuối chân trời là ai? Những ngày gần đây, nền tảng TikTok đã xuất hiện một trào lưu mới dựa theo tên bài hát phía cuối nơi chân trời, nhận được sự tham gia của không ít Gen Z. Nhờ đó, netizen nhanh chóng phát hiện được in tư của không ít trai xinh gái đẹp ở khắp cõi mạng, trong đó phải kể đến chàng trai người nhện đã khiến bao con tim xao xuyến. Cụ thể, bên cạnh trang phục người nhện, anh chàng cũng thay thêm các bộ trang phục khác trong lúc nhấp môi theo ca từ của bài hát. Điều khiến netizen chú ý chính là vẻ ngoài chuẩn nam thần của anh chàng. Sau khi được đăng tải, đoạn video biến hình của chàng người nhện này thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Mới đây, một số thông tin và danh tính của chàng hot boy đã lan truyền trên mạng xã hội và thu hút đông đảo sự quan tâm hiếu kỳ từ hội chị em. Được biết, chủ nhân đoạn video biến hình đầy mê hoặc đó chính là Bùi Mạnh Nguyên, hay còn có biệt danh là Neyun. Chàng hot boy sinh năm 1998 đến từ Sơn La, từng là cựu sinh viên trường đại học kinh doanh và công nghệ. Được biết, dù sở hữu nhiều nét trên gương mặt có phần lai Tây, nhưng anh chàng lại là 100% người Việt chính gốc. Gần đây, Bùi Mạnh Nguyên thu hút sự chú ý của dân tình khi đăng tải clip TikTok biến thành người nhện cực điển trai với mái tóc vuốt keo, gương mặt điển trai và thần thái siêu cuốn hút. Chỉ sau 3 ngày đăng tải, đoạn clip đã thu về hơn 8,3 triệu lượt xem, hơn 666.000 lượt thả tim và hơn 17.000 lượt bình luận. Ai nấy đều trầm trồ trước vẻ ngoài của nam TikToker trẻ tuổi này. Spider-Man này đẹp trai quá, Spider-Man này làm người ta dính tơ vương rồi ạ. Spider-Man này order ở đâu mọi người ơi? Là một số bình luận của cư dân mạng. Theo một số thông tin, Mạnh Nguyên hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh với nhiều công việc cùng lúc như game thủ, mẫu ảnh tự do, TikToker, người sáng tạo nội dung. Không những thế, Mạnh Nguyên còn có một ngoại hình cao ráo, chững chạc, có lẽ vì người siêu tập thể hình nên body và cơ bắp anh chàng cuồn cuộn, mạnh mẽ và rất đàn ông. Mạnh Nguyên cũng là người yêu thích chơi thể thao khi anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh chơi bóng rổ vô cùng nam tính, cuốn hút lên mạng xã hội. Thế nên không khó hiểu khi Mạnh Nguyên ngay lập tức lọt vào mắt xanh của hội chị em và được săn lùng nhiều như thế. Anh chàng sở hữu trang TikTok, Instagram và Facebook cá nhân đều rất đông lượt theo dõi và tương tác. Tính đến thời điểm này, Bùi Mạnh Nguyên đang sở hữu trang Facebook cá nhân thu hút hơn 74.396 người theo dõi, kênh TikTok hơn 785.000 lượt follow. Đặc biệt, Bùi Mạnh Nguyên là một gương mặt quen thuộc với dân tình chơi TikTok. Mỗi video của anh đều thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận từ cư dân mạng. Trên trang cá nhân của mình, Mạnh Nguyên cũng thường xuyên thoải mái chia sẻ hình ảnh, hoạt động thường ngày lên mạng xã hội với gu ăn mặc chất lừ. Anh chàng sở hữu phong cách ăn mặc đa dạng, có thể biến hóa linh hoạt, lúc trông thật thư sinh và nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc đầy phong lưu và cực kỳ nam tính. Mạnh Nguyên sở hữu cơ thể đẹp và cân đối nên có thể cân tất cả mọi loại quần áo và phong cách ăn mặc khác nhau. Quả thật, chàng trai 9X sở hữu mọi đặc điểm và tiêu chuẩn đúng gu của hội chị em, thế nên khó trách vì sao anh chàng lại được yêu thích như vậy. Được biết, hiện tại Mạnh Nguyên vẫn độc thân, anh chàng chưa có chủ nên rất thoải mái trong những hoạt động ngày thường trên mạng xã hội. Đây quả thật là tin đáng mừng đối với nhiều chị em rất u mê pha biến hình thành người nhện quá đẹp trai và cuốn hút của anh chàng.